Mà đang quay phim sao đổ đổ như Dũng. Rồi. Nói theo kiểu tiểu phẩm đấy. là vui quá không nói nên lời. Xin giới thiệu cả nhà. Tôi là tên trên Facebook là Hồ Vân. Còn ở nhà bố mẹ đặt cho là Hồ Thị Thanh Vân. Là sinh năm 1950. Gọi là tuổi các cụ, gọi là canh dần. Và cho nên là khổ cả đời đấy à. Dạ, tôi cũng ở trong hội giáo chức thành phố. Và cũng đi sinh hoạt nhiều nơi, nhưng mà đến giờ này thì nghỉ chỉ có mỗi X-File đây. Đến với X-File là chỉ nhớ X-File thôi. Hàng ngày ấy là các con là Thủy với Lệ Tuyền nó ôm sát chẳng đi đâu được cả. Nói vào X-File này tôi cảm thấy rằng là một sự rất là vui và rất là có thể nói là cảm xúc, rất là cảm xúc. Cho nên là vào đây lôi hết cả ruột cả gan vào đây rồi đấy. Quá tuyệt vời. Hôm nay cảm ơn các hai cháu.